Xin chào các bạn. Sau một thời gian mà mình nghỉ khá lâu không làm YouTube thì hôm nay mình quay trở lại và hy vọng sẽ có thể làm đều được hơn và thường xuyên hơn. Lần này thì mình cũng có một bạn trợ lý chuyên hỗ trợ để quay video và hy vọng là sẽ sắp xếp được công việc, ra được nhiều video cho mọi người vì đông khách quá nên là mình cũng không có thời gian quay video nhiều. Nhưng sẽ cố gắng là một tuần ra 1 đến 2 video giúp mọi người có thể có một kênh gọi là tâm sự, chia sẻ, trải lòng. Nên là bất kỳ ai mà có những cái mong muốn làm tụ về gì và muốn mình làm những tụ bài về chủ đề bất kỳ nào đấy thì các bạn cứ comment thoải mái và mình sẽ chọn lọc xem những cái chủ đề nào phù hợp để có thể cho ra những cái video chất lượng. Và hôm nay thì Dương Tarot sẽ gửi đến các bạn chủ đề về tình cảm đi. Lâu lắm rồi chúng ta không có một video về tình cảm. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái video về tình cảm liên quan đến chuyện tình cảm của bạn trong thời gian tới sẽ như thế nào. Nhưng mà cái video này thì sẽ là người có đối tượng nhá, crush hoặc là một người bạn người yêu cũ hoặc là người yêu hiện tại hoặc là chồng hoặc là chồng tương lai, là những cái người mà bạn có đối tượng cụ thể một ai đấy thì bạn có thể chọn tụ. Hôm nay thì Dương sẽ làm 4 tụ bài từ trái sang phải. Đấy là màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc, đấy là chúng ta sẽ suy nghĩ xem là về người đấy, về khuôn mặt thôi. Và chúng ta sẽ chọn một trong 4 tụ này về vấn đề tình cảm của họ đối với mình trong thời gian tới sẽ như thế nào. Từ trái qua phải nhá. Đỏ, tím, trắng và xanh. Các bạn sẽ có khoảng 5 giây để chọn, nghĩ về người đấy và chọn một viên đá mà mình cảm thấy mình thích nhất. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với viên màu đỏ trước nha. Bây giờ chúng mình sẽ đến với viên đá màu đỏ. Chuyện tình cảm của bạn và người đấy trong thời gian tới sẽ như thế nào? Bộ này là bộ mới mà Dương rất là thích luôn. Thực ra các bạn nhìn các bạn sẽ cảm thấy nó không có cái gì khiến mình thích, nhưng mà thực sự là mình vẫn thích. Tình cảm của đối phương dành cho các bạn trong thời gian tới thì thực ra ấy, người này cái tình cảm người ta dành cho mình từ lúc đầu mình đã thấy nó không được nhiều rồi. Với cả cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà kiểu người ta quan tâm đến gia đình, quan tâm đến cuộc sống của người ta hơn là quan tâm đến mình. Hầu như bạn sẽ thấy là bản thân bạn là cái người bị chủ động nhiều hơn, và đôi khi mình sẽ có những cái động thái là mình không thích, mình không thích những cái mà họ đưa ra quyết định hoặc những cái hành động hoặc những cái cử chỉ, những cái lời nói của họ khiến mình cảm thấy không vui. Và có những cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà mình cảm thấy nó không vừa lòng, tức là giống như kiểu chuyện bé mình xé ra to. Cái thứ hai là bản thân mình ý, trong cái mối quan hệ này nhiều khi mình cảm thấy mệt ở cái là mình không hiểu đối phương đang làm gì mà không liên lạc với mình, đối phương đang làm gì mà lại không trả lời mình, hoặc đối phương đang làm gì mà không lại tự dưng lại mất tích. Mà trong khi chỉ là không phải là bận lắm hay như thế nào đấy, nhưng mà đối phương lại không dành nhiều thời gian cho mình thì mình khá là băn khoăn. Và thực ra bản thân người ta cũng không làm gì đến cái mức mà người ta không thể quan tâm mình. Tức là bản thân đối phương ấy thì người ta đang gọi là ôm đồm quá nhiều việc, tức là làm việc linh tinh, hết việc nọ việc kia, và người ta không để ý đến mình, không chú ý đến mình. Hầu như cái mối quan hệ này bạn sẽ thấy là bạn là cái người chủ động về vấn đề tình cảm nhiều hơn là người ta. Là bạn chủ động quan tâm, bạn chủ động để ý, bạn chủ động nhắn tin. Và thậm chí người ta mang cho mình cái bực mình nhiều, cái cảm xúc nhiều.
cảm thấy khó chịu nhiều và nhiều cái mình nhịn và mình không nói ra. Bởi vì mình sợ là nói ra thì sẽ cãi vã, sẽ có những cái khó chịu, sẽ có những cái bực mình với nhau. Thế nên cái thời gian này là thời gian mà kiểu bản thân mình gọi là đang phải nhịn người ta ấy, đang cố gắng phải chịu ấy. Mặc dù trong lòng nhiều khi cũng khó chịu lắm, nhưng mà giống như kiểu cái tôi mình cao, mình không muốn nói ra thôi. Cái thứ hai là bản thân mình ý, mình có nhiệt tình bao nhiêu mình cũng cảm thấy là chỉ từ phía mình thôi. Giống như kiểu người ta không nhiệt tình hẳn với mình ý. Thế nên là bản thân mình rất là khó chịu. Và thật ra ấy, bản thân mình ấy, mình chỉ muốn cái mối quan hệ của mình với người ta ấy có sự gọi là tương tác qua lại thôi. Mà nhiều khi mình cảm thấy như là hầu như mình chủ động nhiều. Có đôi lúc mình có suy nghĩ hay là mình dừng lại mối quan hệ này. Và có đôi lúc thì mình cảm thấy mình tiếc nếu mà mình bỏ qua cái mối quan hệ này. Và nhiều khi mình cũng khá là mệt mỏi vì cái việc là chỉ có từ phía mình là nhiều và bản thân người ta thì cứ làm cái việc đâu đâu ấy. Thế nên trong thời gian tới chuyện tình cảm vẫn vậy. Tức là vẫn có những cái hững hờ, vẫn có những cái khó chịu với nhau. Mà bản thân mình cũng không thể nào mà cảm thấy gọi là thoải mái được với người ta. Thế nên là trong cái chuyện tình cảm này của bạn với người ta ấy, bản thân bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Mệt mỏi nó theo cái kiểu là không phải quá mệt mỏi vì yêu hay là quá mệt mỏi vì không được đáp lại. Mà mệt mỏi đấy là mệt mỏi khi mình quan tâm người ta mà mình không nhận lại được cái gì. Tức là kiểu mình cho đi và cuối cùng là mình không nhận lại được gì nhiều ấy, thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang tụ số 2 nhé. Tụ số 2 sẽ là viên đá màu tím, xanh tím thì đúng hơn, rất là xinh. Nào, chúng ta sẽ cùng rút bài để xem là đối phương đối mình như thế nào. Tụ đầu thì có thể hơi buồn một chút, nhưng mà nó là cái việc là kết quả của mối quan hệ nó không được nhiệt tình và không được vì nhau lắm. Bộ này ít hình, ít họa tiết nhưng mình rất là thích. Nhưng mà tính mình hơi dị dị một chút, các bạn thông cảm nha. Thật ra chúng ta sẽ dùng một cái bộ xinh xắn thôi. Rồi, chúng ta sẽ nói về tụ bài này nhá. Thứ nhất là bản thân mình ấy, từ trước đây, cái chuyện tình cảm của mình với người ta ấy, thì mình có những cái gọi là không vừa ý với người ta. Ở đây không vừa ý theo cái kiểu là không thích người ta như thế nào đấy đâu, mà kiểu bản thân mình có những cái mà người ta làm khiến mình cảm thấy khó chịu, mình không thuận thuận tai và không thuận mắt. Và mình cũng vẫn muốn là mối quan hệ để tiến triển, thế nên là mình cũng cố gắng. Nhưng mà dường như là bạn có cái thói quen một mình nhiều. Đôi khi bạn nên mở lòng mình ra thì người ta mới bước vào được. Còn bạn cứ đánh, bạn cứ đóng cái cánh cửa đấy vào ấy, thì không thể nào người ta bước vào được. Và nhiều khi mình cũng suy xét về cái mối quan hệ, tức là nâng lên đặt xuống nhiều. Thì mình càng nâng lên đặt xuống nhiều thì bản thân mình sẽ là cái người bị sao động nhiều. Và để mà nói thì bản thân bạn vừa là người sống tình cảm, vừa là người sống lý trí. Thế nên trong cái mối quan hệ này, bạn luôn nghĩ là bạn làm thế nào để trong mối quan hệ này có thể tiến tới tương lai. Nhưng cái suy nghĩ trong lòng bạn thì lại suy nghĩ tiêu cực. Bản thân người ta ấy, thì có thể nói là người này là cái người là sống lý trí nhiều hơn là tình cảm. Mình mà càng mệt mỏi, mình càng đặt nặng thì người ta lại càng cảm thấy bình thường. Giống như việc là mình càng suy nghĩ thì người ta lại bận công việc và người ta lại không để ý đến mình. Nên thành ra là mình cứ cảm giác như là mình mệt mỏi về những cái chất chứa trong lòng mình nhiều hơn, khó có thể chia sẻ, khó có thể san sẻ nhiều hơn. Thành ra là mình cứ ôm hết cái nọ, ôm hết cái kia trong suy nghĩ của mình nên mình sẽ rất là mệt mỏi. Ở đây thì đôi khi chính bạn muốn dừng lại không phải là bởi vì là bạn hết y, hết thích hay hết yêu hay hết tình cảm, mà bởi vì bản thân bạn cảm thấy như là mệt. Mệt ở đây không phải chán nhau hay gì, mà mệt theo cái kiểu là mình không biết là nói sao cho những cái việc trong lòng mình không biết giải bày sao. Thế nên là trong lòng mình ý, cái cảm xúc nó nhiều quá. Có những cái lúc mình cảm thấy như thế này có lý, có những cái lúc thì mình lại cảm thấy là mình ngụy biện cho những cái hành động của người ta. Và cái cảm xúc trong mình nhiều nhất đấy là cái sự tủi thân.
và mình nói nhưng mà người ta không chịu lắng nghe, hoặc người ta không có lắng nghe thì người ta cũng không thực sự là tiếp thu những cái lời mình nói và chia sẻ với mình. Thế nên ở cái mối quan hệ này ấy, bản thân người ta cho mình cái cảm xúc là liệu có nên tiếp tục hay không, hay mối quan hệ này đã thực sự ok chưa. Người ta cho mình cái cảm xúc như thế, mình luôn luôn đặt trong tình trạng mối quan hệ cân đo đong đếm là có nên tiếp tục hay không. Và mình sợ bản thân mình là cái người mà sẽ phải buồn nhiều, bản thân mình cũng sợ mình là phải người suy nghĩ nhiều. Đấy, đó là về tụ bài thứ hai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang viên đá màu tiếp theo nhé. Viên đá màu tiếp theo của chúng ta là viên đá màu trắng. Xinh xắn luôn. Trắng hay trắng, trắng vân nhá, chứ không phải trắng đục đâu. Đấy. Bộ này thì không có con trai mấy, toàn về phụ nữ thôi. Lần sau mình sẽ chọn bộ này trong cái bộ gọi là cảm xúc của bạn trong thời gian tới thì nó có vẻ hợp lý hơn. Rồi, ok, ta tiếp tục nhá. Về cái mối quan hệ ở tụ màu trắng ấy thì nó nói đến cái việc là nhiều khi mình hơi thái quá vấn đề lên, mặc dù nó cũng trong một chuyện tình cảm của bạn ấy, bạn là cái người có thể quyết được mối quan hệ, bạn là cái người có thể xác định là có thể lâu dài không, tức là mọi sự quyết định là ở bạn. Nhưng cái mối quan hệ này của bạn dù có yêu nhau lâu rồi thì mình cũng cảm thấy như là nó như mới yêu, kể cả bạn bảo là ừ mình yêu nhau lâu rồi hoặc mình quen nhau lâu rồi, nhưng mà nó vẫn gọi là ở cái mức trung bình hoặc là mới bắt đầu thôi. Kể cả các bạn có yêu nhau lâu nhưng mà các bạn không biết cách vun vén thì nó vẫn ở cái mức xuất phát thôi, bởi vì tình cảm nó không được nhiều. Còn những cái bạn mới quen thì không nói làm gì, tình cảm nó không được nhiều rồi. Thứ hai là để mà nói tốt nhất nên gạt bỏ cái suy nghĩ là có tương lai, có đến được với nhau, có cưới được nhau hay không, mà mình hãy tập trung vào cái việc là yêu nhau như thế nào, ra sao và có thể tiến tới tương lai như thế nào. Tiến tới tương lai như thế nào thì phải ở cái hiện tại, các bạn phải vun vén từ công việc, từ mọi thứ trong cuộc sống chứ không phải là vì mỗi tình cảm. Bởi vì ở đây là bản thân các bạn kỳ vọng vào mối quan hệ này nhưng toàn để ý những cái đâu đâu ấy. Nên thành ra ấy, hay cãi nhau, gây sự với nhau từ những cái nhỏ nhặt xung quanh trong cuộc sống chứ không phải là vấn đề ở cả hai. Tức là ví dụ nhá, công việc khiến các bạn khó chịu, bực mình các bạn cãi nhau, những cái xung quanh trong cuộc sống không vừa ý lại quay ra cãi nhau với đối phương, và cuối cùng cái người mà kiểu cảm thấy khó chịu nhất lại là mình. Cãi nhau xong rồi lại để đấy, lần sau lại cãi nhau tiếp về những cái vấn đề đấy thì nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi vì cãi nhau đi cãi nhau lại thì nó vẫn như thế thôi. Khi mà bản thân cả hai không chịu giúp nhau gọi là giải quyết và cải thiện vấn đề thì quanh đi quẩn lại thì nó vẫn như thế, nên thành ra nó chỉ mang cái sự khó chịu với nhau thôi. Và nhiều khi đối phương cũng bốc đồng cơ, nhiều khi nói với nhau nhiều cái nó cũng thiếu suy nghĩ và thời gian cho nhau ấy thì không tập trung vào vun vén tình cảm mà toàn nghĩ về những cái đâu đâu ấy. Thế nên là cái chuyện tình cảm của hai bạn ấy nó giống như việc là không ai chịu nhường ai, cái tôi của cả hai quá cao. Ok anh thích như này, ok em thích như này, nhưng mà cứ phải bảo vệ cái luận điểm của mình chắc cốp lắm. Sau đấy lại nghĩ là không hiểu nhau, sau đấy lại thôi bỏ qua không nói về vấn đề đấy nữa, mình lại nói vấn đề khác thì lại cãi vã về vấn đề khác. Nói chung quanh đi quẩn lại nó sẽ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn cãi nhau về những cái xung quanh cuộc sống của nhau chứ không phải là về tình cảm của nhau. Thế nên là thay vì mình quá tập trung vào những cái xung quanh ấy thì các bạn nên tập trung vào cái tình cảm thì vun vén nó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là về viên đá màu trắng.
Thế nên là mối quan hệ này nó không phải là tệ mà chỉ là cái tốt của cả hai quá cao thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với viên đá tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với viên đá cuối cùng là viên đá màu xanh. Khá là thú vị. Ở viên đá màu xanh này, thứ nhất là bản thân bạn với người ta ấy đang ở trong cái mối quan hệ đấy, là điều một là cả hai chỉ mới thích nhau chứ chưa phải thực sự là yêu nhau. Hoặc là hai nếu mà yêu nhau ấy, yêu nhau lâu rồi ấy, thì nó sẽ rơi vào tình trạng là tập trung vào những cái khác hơn là quan tâm đến nhau. Và bản thân mình thì mình nhiều khi mình không nói được ngọt đâu. Mình kiểu tính mình sẽ bị cục, bị khó chịu, nói thì bao giờ cũng kiểu cãi vã. Còn bản thân người ta thì rất là ưa ngọt, rất là thích nghe mình kiểu nói chuyện tâm sự, chia sẻ hoặc là nói năng một cách nhẹ nhàng. Và mình thì kiểu mình chỉ cần tủi thân một tí thôi là mình đã gọi là tung hê hết rồi. Thế nên cái mối quan hệ này có thể nói là các bạn bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Và bản thân cả hai ấy có một cái khoảng cách vô hình. Và bản thân người ta ấy thì cũng là một cái người ham chơi, ham vui hoặc ham những cái khác xung quanh hơn là quan tâm đến mình. Và nhiều khi đối phương cũng hơi bảo thủ cố chấp, và mình thì cũng bướng. Thế nên là nhiều cái nói những cái câu nói khiến cho bản thân cả hai đau lòng và tổn thương. Và để mà bảo dừng lại mối quan hệ chỉ gọi là trong lúc tức giận thì mình muốn dừng lại thôi. Chứ khi mà mình xét về cái khía cạnh dừng lại thì mình lại không muốn dừng. Thế nên là có một lời khuyên đấy là nếu mà xác định chia tay thì phải suy nghĩ kỹ. Còn nếu mà đã nói ra xong rồi quay lại xong rồi nói ra cái câu chia tay nhiều quá thì bản thân đối phương sẽ không cảm thấy được là cái câu đấy nó quan trọng. Vì cái câu chia tay ấy, mình chỉ dùng khi mà mối quan hệ nó thực sự đi vào bế tắc. Chứ mình đừng kiểu hơi tí là mình nói ra chia tay thì nó sẽ không ổn một chút nào. Thế nên cái mối quan hệ này tiếp tục hay dừng lại thì ở bản thân các bạn nên quyết định. Nhưng mình thấy nó không có một cái gì đấy gọi là nghiêm trọng đến mức là tiếp tục hay dừng lại. Nó chỉ bị một cái vấn đề đấy là cả hai chưa tập trung vào nhau thôi. Chưa thực sự tập trung vào nhau. Nếu mà tập trung vào nhau thì nó lại là câu chuyện khác. Còn đây là cả hai tập trung vào những cái sở thích riêng, những cái đam mê riêng, những cái mình thích riêng. Thế nên là để đối phương muốn làm gì thì làm. Khi mà thích thì quan tâm, không thích thì thôi. Thì thấy là nó cũng là một cái sai lầm. Thế nên là trong thời gian tới nếu mà kiểu ham chơi ham vui quá thì nên bớt chút thời gian ra và quan tâm đến nhau thì nó sẽ tốt hơn. Hy vọng là mọi người gợi ý cho mình thêm chủ đề để mình làm thêm những cái video tiếp theo. Và có gì thì cứ góp ý cho mình. Về vấn đề mic với cả các thứ thì nó cũng hơi khó cải thiện một tí vì mình không phải là dân chuyên. Thế nên là sẽ có lúc có một số bạn kêu là không nghe rõ thì các bạn vui lòng kiểm tra lại tai nghe hoặc là loa. Bởi vì có nhiều bạn nghe vẫn bình thường ấy. Nên mọi người kiểm tra lại một chút xem là có vấn đề gì không. Và mình cũng sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể những cái tình trạng ví dụ như mic với các thứ hoặc những tạp âm. Vì mình cũng không có thời gian để kiểu mở hẳn một cái phòng thu ra chỉ để làm, để quay thôi. Đây là mình đã cố gắng kiểu mọi thứ nó kiểu dễ nhìn nhất có thể. Nên hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Có gì thì mọi người góp ý với mình nhá. Cảm ơn. Bye bye. Hẹn gặp lại lần tiếp theo nha.